Thưa quý vị, giúp đỡ người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống bằng việc hỗ trợ vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện để họ có cơ hội sản xuất, kinh doanh, được xem là một trong những giải pháp tối ưu mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bởi cách làm này giúp cho những người khuyết tật vừa khẳng định giá trị bản thân, vừa đóng góp cho cộng đồng xã hội. Là một trong những trường hợp đầu tiên được tiếp cận vốn vay ưu đãi của Chi hội Thanh niên khuyết tật thành phố Đà Nẵng, chị Lê Thị Diệu Anh, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, mạnh dạn đầu tư máy may để nhận gia công các mặt hàng may mặc. Đi lại khó khăn, có được công việc tại chỗ, lại hoàn toàn chủ động về mặt thời gian, tài chính, giúp cuộc sống của chị Diệu Anh đỡ vất vả hơn trước rất nhiều. Cái người khuyết tật đi xin việc rất là khó. Chỉ có những chỗ cũng có thể nhận mình được, nhưng mà có những chỗ thì họ không nhận mình. Thì với lại có những chỗ nhận thì họ phải đòi hỏi là về trình độ. Được hội Liên hiệp Thanh niên hỗ trợ tôi về tôi mua máy móc, tôi làm công việc của tôi sẽ ổn định hơn. Giúp người khuyết tật được, nói chung là hòa nhập với cộng đồng, không có tự ti mặc cảm. Ý là có nhiều bạn thì nghĩ là mình như thế này mình sẽ không làm gì được cho xã hội, nhưng mà các cấp, các ngành đã quan tâm và tạo điều kiện cho mình để tạo cho công ăn việc làm cho mình, thấy mình cũng có ích cho xã hội. Vốn vay ưu đãi của Chi hội Thanh niên khuyết tật thành phố Đà Nẵng được triển khai từ đầu năm 2019 với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp cùng nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố. Người khuyết tật có nhu cầu vay vốn làm ăn sẽ được hỗ trợ từ 8 đến 10 triệu đồng, được trả góp trong vòng 1 năm không lãi suất. Khoản vay này tuy có giá trị không lớn, song chính là chiếc cần câu hiệu quả để giúp đỡ những người kém may mắn những lúc ngặt nghèo. Thông qua cái chương trình vay vốn này thì tôi thấy rằng cái sự lan tỏa, cái nói yêu thương rất là nhiều. Bởi vì trước đây thì các anh chị cũng được nhiều cái sự giúp đỡ, nhưng mà nó mang tính chất là cho một cái con cá thôi. Nó chưa phải là cho vay vốn, nghĩa là chúng ta cho để chúng ta có được một cái cần câu cho người khuyết tật để tự người ta câu lấy cái kế sinh nhai của họ để người ta tự thực hiện được. Đó là một điều rất là lớn lao mà trước đây chưa phải hẳn lúc nào mà người ta cũng có thể thực hiện được. Hỗ trợ vay vốn, tạo sinh kế là cách làm không chỉ giúp đỡ người khuyết tật dưới góc nhìn nhân đạo, mà còn ở cả phương diện nhân quyền. Bởi đây chính là cơ hội để họ được khẳng định giá trị bản thân, để việc hỗ trợ người khuyết tật mang lại hiệu quả lâu dài. Thời gian đến, các cơ quan chức năng cần xây dựng cơ sở dữ liệu về người khuyết tật nhằm có những phân tích đánh giá nhu cầu học nghề, việc làm của từng nhóm đối tượng, qua đó có những chính sách hỗ trợ phù hợp nhất.